Chào các bạn, ờ, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các con về kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học ờ, trong một cái đoạn văn là 200 chữ Và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn con về thể loại thơ Rồi, cô chào Nguyễn Tùng Lâm, chào Duy Kiên, chào Thảnh Thơi, Bùi Minh Tuấn và các con, Thánh Vi Rồi, chào tất cả các con nhé Con biết là trong cấu trúc cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 Viết đoạn văn nghị luận là cái yêu cầu thứ nhất trong cái phần viết và nội dung này đã sẽ chiếm 20% số điểm toàn bài tức là hai điểm trên 10 điểm thi và để đạt được hai điểm thì chúng ta cần đáp ứng những yêu cầu sau các bạn chú ý cho cô nhé à, cái phần này cũng là phần rất là quan trọng và con biết là nếu như cái câu 200 chữ đấy nếu như câu 200 chữ là cái phần nghị luận văn học thì cái phần sau sẽ là nghị luận xã hội và ngược lại cứ như vậy À, nếu như phần 200 chữ là nghị luận xã hội Thì phần nghị luận văn học sẽ là uh, Cái câu 4 điểm Tức là cứ như thế nhé Thế thì Khi mà chúng ta nhận được cái đề bài Thì chúng ta phải uh, trước hết Là chúng mình sẽ đi vào Đảm bảo cho cô cái yêu cầu chung Cái yêu cầu chung nhé Cái yêu cầu chung của chúng mình Tức là chúng ta phải đi đảm bảo hình thức Dung lượng đoạn văn đã Đúng không ạ? viết đúng cái dung lượng đoạn văn đó. Vậy thì uh, chúng ta phải xác định đúng cái yêu cầu về hình thức và dung lượng và dung lượng ở đây đó là khoảng 200 chữ của đoạn văn các bạn có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch hoặc là quy nạp hoặc tổng phân hợp hoặc móc xích hoặc song hành rồi bạn trả lời cho cô nào đoạn văn viết theo cách diễn dịch là câu chủ đề nằm ở đâu ạ có nhớ không các con Đoạn văn viết theo cách diễn dịch là câu chủ đề ở đâu ạ? Cả lớp. Đoạn văn viết theo cách diễn dịch thì câu chủ đề ở đâu ạ? Nhớ là cái đoạn văn của chúng mình 200 chữ và cái hình thức của đoạn văn này là uh, chúng ta sẽ viết trong khoảng 200 chữ thôi, đúng không? Mà phải đảm bảo hết cái nội dung yêu cầu của đề bài. Đó, nên là đòi hỏi chúng ta phải viết làm sao nhỉ? Cô đọng và hàm xúc Vậy chúng mình trả lời cho cô xem. Vậy đoạn văn mà viết theo phương pháp diễn dịch là đoạn văn như thế nào nào trả lời cho cô nào đoạn văn theo phương pháp diễn dịch là đoạn văn như thế nào ạ các bạn đoạn văn viết theo cách diễn dịch là đoạn văn như thế nào cả lớp tôi có biết nào nào trả lời được ạ đoạn văn viết theo cách diễn dịch là đoạn văn như thế nào Đúng rồi, Nguyễn Hưng đã trả lời đúng rồi ạ. Câu chủ đề nằm ở đâu của đoạn văn? Rồi ạ, đầu văn bản. Và chúng mình chú ý cho cô. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, cái này con dựa vào cái đề bài, xác định đúng nhá. Và thứ ba, chúng ta đề xuất được hệ thống phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận. Chúng ta phải xác định được các cái ý phù hợp để làm rõ cái vấn đề nghị luận và sắp xếp được hệ thống Ý, phải hợp lý theo đặc điểm bố cục của đoạn văn bản và viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau chúng ta phải lựa chọn các cái thao tác lập luận các cái phương thức biểu đạt phù hợp để mà triển khai cái vấn đề nghị luận các bạn có thể kể tên cho cô các cái uh, thao tác lập luận không ạ nào các thao tác lập luận trong quá trình viết một đoạn văn thì chúng ta sử dụng những thao tác nào ạ trong quá trình sử dụng thao tác thì các bạn nhớ cho cô thao tác thì thao tác nào có những thao tác nào nhỉ bạn nào trả lời được ạ những thao tác lực luận trong quá trình viết bài thì các bạn sẽ sử dụng những thao tác nào ai biết ạ các bạn sẽ sử dụng những thao tác nào trả lời cho cô nào hãy trả lời cho cô những thao tác lập luận được sử dụng trong quá trình viết một đoạn văn bản. Bạn nào trả lời được ạ? Hãy trả lời cho cô những thao tác lập luận. Thao tác gì ạ? Các bạn có nghe rõ không? Những thao tác gì ạ? Lập luận giải thích trung kiên còn gì nữa không con? Các bạn trả lời cho cô nào. Lập luận giải thích trung kiên đang trả lời cho cô là có thao tác giải thích rồi. Còn thao tác gì nữa cả lớp? Giải thích. Thao tác gì nữa nào? À, phân tích. Đúng rồi ạ. À. Thao tác gì? Chứng minh. Rồi, Dũng Nguyễn trả lời chứng minh. Còn thao tác gì nữa không con? Bùi Minh Tuấn chứng minh so sánh rồi còn thao tác gì nữa không ạ còn thao tác gì nữa nhỉ giải thích phân à, không có thao tác lập luận nhỉ không có thao tác lập luận nhá Tào Minh Chí có giải thích phân tích chứng minh so sánh còn thao tác gì nữa nhỉ à, bình luận đúng rồi bình luận còn thao tác gì nữa không ạ còn một thao tác nữa ạ nào trả lời cho cô đúng rồi bùi minh tuấn bác bỏ à, như vậy chúng ta thấy là có 6 thao tác đúng không ạ giải thích phân tích đúng rồi nguyễn con trả lời chính xác rồi giải thích phân tích chứng minh so sánh bình luận và bác bỏ trong quá trình phân tích đúng không ạ à, viết tận văn rồi tiếp theo bạn hãy kể tên cho cô phương thức biểu đạt Hãy kể tên cho cô những phương thức biểu đạt. Nào, khi viết đoạn văn thì chúng mình sẽ sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Nào, khi viết đoạn văn chúng mình sẽ sử dụng những phương thức biểu đạt nào ạ? Có nhớ không? Khi phân tích đoạn văn thì chúng mình sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Những phương thức biểu đạt nào được sử dụng nhỉ? Vũ đạt trả lời đúng rồi ạ, tự sự, miêu tả, biểu cảm đúng rồi. Nghị luận, thuyết minh. Nhưng mà cái chủ yếu mà khi mà chúng mình viết về đoạn thơ thì chủ yếu là nghị luận, biểu cảm, miêu tả nhiều hơn đúng không? Rồi, ok. Nào chúng ta phải sử dụng những cái thao tác lập luận, những phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai cái vấn đề nghị luận theo từng đề bài cụ thể nhé. Chúng mình lưu ý cho cô cái này, được chưa ạ? Trình bày rõ quan điểm và hệ thống ý, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lý lẽ sắc đáng, bằng chứng tiêu biểu phù hợp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng. Đó, chúng ta khi làm bài thì cái kết hợp giữa cái thao tác, các thao tác này các phương thức biểu đạt và kết hợp nó một cách nhuẩn nhuyễn nhé. Tiếp theo ạ, à, diễn đạt. Đảm bảo uh, đúng chính tả. Dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt liên kết câu trong đoạn văn bản. Uh, giờ các bạn còn nhớ liên kết câu không? Liên kết, các phép liên kết có các phép liên kết nào? Cả lớp còn nhớ không ạ? Nào, chúng mình còn nhớ cái phép liên kết không ạ? Có những phép liên kết nào các bạn? hả có những phép liên kết nào nhỉ nối này lập này thế này đúng không đó. và đặc biệt chúng ta muốn có điểm tốt chúng ta phải có sự sáng tạo để suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận có cách diễn đạt mới mẻ đó và hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết đoạn văn 200 chữ về văn bản thơ nhé về văn bản thơ thì chúng ta À, trước hết chúng ta phải thực hiện yêu cầu yêu cầu viết đoạn văn thường đề cập đến những cái phương diện sau tức là cái phương diện mà chúng ta thường hướng đến cái đề bài người ta thường yêu cầu đó là về phương diện nội dung như là nhan đề chủ đề câu thơ đoạn thơ nhân vật trước tình trong bài thơ đó quốc thiện Trấn đức đúng rồi ạ phép lập từ nối đúng rồi thứ hai là chúng ta sẽ để ý cho câu về phương diện nghệ thuật sau đó là người ta sẽ yêu cầu con phân tích một cái khổ thơ, hay là một câu thơ, hay một bài thơ về đặc sắc nghệ thuật, về sử dụng hình ảnh, về nhịp điệu, về cách sử dụng từ ngữ, về cách ngắt nhịp, về biện pháp tu từ, về ngôn ngữ, về hình ảnh sáng tạo, vân vân. Đó. Vậy thì ở đây con nhớ là về văn bản thơ thì trong đề bài người ta hay sử dụng hoặc là một phương diện nào đó của nội dung hoặc một phương diện nào đó của hình thức để chúng ta có cái dữ kiện để chúng ta làm bài ở đây chúng ta đưa ra một cái uh, thấy được rằng cái, cái ví dụ chẳng hạn như là cảm nhận về một câu thơ hoặc một hình ảnh trong bài thơ hay là phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong một cái đoạn thơ nào đó phân tích một cái nét đẹp tâm hồn của tác giả trong bài uh, Dục Thúy Sơn của Nguyễn Trãi thì cái đề bài có thể người ta đưa ra này Em hãy phân tích một nét đẹp tâm hồn của tác giả Nguyễn Trãi trong bài thơ Dục Thúy Sơn. Đó. Hay người ta yêu cầu các bạn cảm nhận về một phương diện nổi bật trong bài thơ. Đó. Có thể là so sánh. So sánh nội dung câu thơ A, bài thơ A với bài thơ B. Đó. Những cái hình ảnh giống nhau với nhau để người ta yêu cầu các con so sánh chẳng hạn. Đó. Hay là phân tích đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ, trong khổ thơ. Hay phân tích sử sự... dụng một biện pháp tu từ nghệ thuật trong khổ thơ đoạn thơ bài thơ hay là phân tích một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng trong bài thơ hôm qua có cái hình ảnh ví dụ như là em ấy phân tích hình ảnh lá diêu bông chẳng hạn như thế đúng không nhưng mà ngày hôm qua là cô hướng dẫn cả bài và hôm nay thì người ta yêu cầu con viết một đoạn thì đòi hỏi chúng ta phải cô động hơn và hàm xúc hơn nhé hay là phân tích một yếu tố phá cách trong bài thơ ví dụ yếu tố phá cách trong bài thơ bảo kính cảnh giới của nguyễn trãi chúng mình uh, có biết bài thơ này không ạ yếu tố phá cách trong bài thơ bảo kính cảnh giới của nguyễn trãi con biết về các thể thơ thì bây giờ chúng mình sẽ kể tên cho cô những thể thơ nào hãy kể tên cho cô những thể thơ mà con biết ạ hãy kể tên những thể thơ Nào, hãy kể tên những thể thơ mà bạn biết ạ. Những thể thơ nào? À, lục bát. Đúng rồi ạ. Còn thể thơ gì nữa không ạ? Lục bát này. Thể thơ gì nữa ạ? Thất ngôn bát cú đường luật. Rồi ạ. Thất ngôn bát cú đường luật. Còn thể gì nữa không ạ? Rồi, cô cảm ơn. Ly Khánh là thể thơ tự do, ba chữ, bốn chữ năm chữ rồi còn thể thơ gì nữa không các bạn ờ, thất ngôn bác cú đường luật này thất ngôn này tứ tuyệt này hay là song thất lục bát này thơ ba chữ bốn chữ năm chữ sáu chữ bảy chữ hay còn gọi là thơ thất ngôn ờ thời thơ thất ngôn sẽ lục ngôn hả rồi 6. là thể thơ tự do ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn ta muốn giết mây đưa và rõ lượn ta muốn say cánh bướm với tình yêu ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều Rồi, bạn lê thụy có nhắn ở đây đó là thể thơ thất ngôn sen lục ngôn vậy thì à, thể thơ thất ngôn sen lục ngôn các bạn có hiểu cái thể thơ này không ạ lưu ý ở đây có thể thơ thất ngôn sen lục ngôn là như thế nào nhỉ con có hiểu không ạ thất ngôn sen lục ngôn các bạn có biết thể thơ này không nào cả lớp ơi chúng mình có biết thể thơ thất ngôn không ạ à? rồi à đó bạn Lê Thụy đã nói có thể thơ thất ngôn sen lục ngôn vậy thì bây giờ chúng mình thử xem xem cái thể thơ này là thể thơ như thế nào đó và trong vòng thi thì câu này mà mình không biết là mình không biết cách làm ạ à? À, không Nguyễn Thảo Vi cũng không biết hả? Rồi, cô sẽ giải thích luôn nhé. Bảy chữ lẫn tám chữ. À, Hoàng Lê thể thơ bảy chữ lẫn tám chữ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, bây giờ bảy thơ bảy chữ lẫn tám chữ nếu mà cô à, xếp nó vào thì thơ tự do thì sao đúng không vậy thì tại sao lại nói là thất ngôn sen lục ngôn đấy thùng lâm chú ý nhá trong cái bài bảo kính cảnh giới của nguyễn trãi các con có thể uh, Ra cái bài này nhá Bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi nhé Bài thơ này Bài thơ cộng bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi Hay còn gọi đó là bài cảnh nghề hè Bây giờ các bạn cùng nghe cô nhé Cô sẽ đọc bài thơ Và chúng mình sẽ xem xem cái, uh, cái câu thơ mà cô đọc lên gồm có mấy chữ nhé Bây giờ cô sẽ nói trước này Bài này sẽ gồm có 8 câu 1 2 này. 3 4 5 6 7 và 8. Cô sẽ đọc nhé. Và chúng mình sẽ để ý xem ờ, là nó gồm mấy câu nhá. Rồi. Rồi, mát của ngày trường, mấy chữ ạ? Rồi, phóng mát của ngày trường có mấy chữ ạ? Chúng mình nghe rõ. Rồi, phóng mát của ngày trường. Ai biết ạ? Mấy chữ? 6. Câu thứ hai Hòe lục đùn đùn tán dược trương. Hòe lục đùn đùn tán dược trương đúng rồi các con đúng rồi. Hè lục đùn đùn tán dược trương bảy tiếp thạch lựu thiên còn phun thức đỏ thạch lựu thiên còn phun thức đỏ vẫn là bảy hồng liên trì đã tịt mùi hương nào không phải sáu lâm tú sai rồi Hồng Liên trì đã tịt mùi hương nào? Trả lời cho cô nào. Hồng Liên trì đã tịt mùi hương. Hồng Liên trì ở à, vẫn là bảy. Lao sao nghe nhé. Lao sao chợ cá làng Ngư phủ. Lao sao chợ cá làng Ngư phủ đúng rồi ạ. Rắn giỏi cầm ve lầu tịch dương sáng giỏi, cầm ve lầu tịch dương tiếp ạ dễ có ngư cầm đàn một tiếng nọ dễ có ngư cầm đàn một tiếng mấy chữ ạ Dễ có ngư cầm đàn một tiếng mấy chữ các bạn ờ à, vẫn là bảy đúng không ạ dân giàu Đủ pháp đòi phương dân giàu đủ pháp đòi phương dân giàu đủ pháp đòi phương là gì ạ? Mấy chữ? Ờ, Linh Lưu phát hiện ra rồi ạ, 6 chữ, đúng không ạ? Vậy ở trường hợp này thì chúng ta thấy có sự xuất hiện của câu 1. Nãy có một bạn đã phát hiện rồi đúng không? Và câu 8 là 6 chữ, đúng không? Mà câu thứ hai đến câu 7 là 7 chữ Và mình gọi đây đó là sự phá cách, đúng không? Phá cách Vậy thể thơ ở đây, à, bạn có nói đó là thể thơ thất ngôn, sen lục ngôn Vậy tại sao mình không nói đó là thể thơ tự do? Ai biết ạ? Tại sao mình không trả lời đây là thể thơ tự do? Vì nó vừa có 6 chữ vừa có 7 chữ mà Tại sao mình không nói là thể thơ tự do nhỉ Mà mình lại nói là thể thơ uh, Bạn đã nói ở trên Đó thể thơ thất ngôn Xen Gì ạ? À? Lục ngôn Đây nhá Trong trường hợp này nhá Thì con sẽ trả lời Đây là thể thơ thất ngôn Xen lục ngôn nhớ chưa ạ? Khi mình trả lời đây thể thơ thất ngôn xen lục ngôn Có quy tắc nó có quy tắc, chưa <laughs> phải, tại sao lại không nói là thì thơ tự do? À, nếu mà trả lời nó có quy tắc không thôi thì chưa đủ con ạ, à? bởi vì nhá, nếu như mình nói là thất ngôn bắt cú đường luật thì cũng không không phải, đúng không? À, vì nó có quy tắc nhất định nên không thể coi đoạn không phải, con chưa tìm ra được câu trả lời nó à, nó nó làm sao mà nó thuyết phục ý hiểu không? ở đây cô lý giải hộ các con nhá, à, con biết là tác giả Nguyễn Trãi, đúng không? Tác giả Nguyễn Trãi là văn học thời kỳ nào? Hả? Tác giả Nguyễn Trãi là văn học thời kỳ nào ạ? Nào, chúng mình ơi. Tác giả Nguyễn Trãi, biết ngay là tác giả rồi. Tác giả Nguyễn Trãi là thời kỳ văn học nào? Văn học nào nhỉ? Thời kỳ văn học nào? Tác giả Nguyễn Trãi là thời kỳ văn học nào ạ? Tác giả Nguyễn Trãi là thời kỳ văn học nào? các bạn tác giả Nguyễn Trãi là thời kỳ văn học nào ở à, Trung Đại đúng rồi thời kỳ văn học Trung Đại đúng không ạ Đó, à, thời kỳ văn học Trung Đại thời kỳ văn học Trung Đại mà thơ tự do nó xuất hiện từ năm bao nhiêu hôm qua cô vừa nói xong ai để ý hôm qua cô có nói đấy ạ Trung Đại vậy thơ tự do nó xuất hiện từ năm bao nhiêu nhỉ Kể thơ tự do xuất hiện từ năm bao nhiêu? Đúng rồi, các bạn trả lời đúng rồi. Rồi, hóng mát thuộc ngày trường, Hòe lục đùn đùn tán dập trương. Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ, hồng liên trì đã tị mùi hương. Lao sao chữ cá làng ngư phủ, sáng sỏi cầm pe lầu tịch dương. Rẽ con ngư cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương. Vẫn có đối, đúng không? ờ à, 1932 con nhé trong không trả thơ mới vậy thì nguyễn trãi là văn trung đại thì đương nhiên đây không thể xếp là thể tư tự do hơn nữa là niêm luật tử đế đúng không cho nên trong trường hợp này nhá các bạn nhớ cho cô nhá không đi thi là không để ý đó là khi vào cái dạng bài này có biết làm đó là thất ngôn sen lục ngôn đúng rồi lê Thụy trả lời đúng rồi đấy ạ các con nhớ chưa nhá ai chưa biết cái vấn đề này thì chúng ta sẽ ghi lại cho cô nhá trường hợp này là thất ngôn sen lục ngôn nhá rồi quay trở lại bài của chúng mình ạ, ờ, đi vào những yếu tố cần có của một đoạn văn nghị luận văn học đó thì chúng ta phải nhớ cho cô là phải có luận điểm nhá, nhá, luận điểm là những ý chính, những cái tư tưởng, những quan điểm sẽ đưa ra bản luận thì đấy gọi là luận điểm. thì thứ hai là chúng ta phải có luận cứ, luận cứ tức là những cái lý lẽ, những cái dẫn chứng để chứng minh mà làm rõ cái vấn đề thứ ba là bằng chứng. Bằng chứng thì con hiểu đấy là gì ạ? Là những cái dẫn chứng để chứng minh, làm rõ vấn đề lấy ngay ở trong cái tác phẩm ấy. Đấy, mà mà chúng ta ta làm nhá. Tiếp theo ạ, lập luận. Lập luận là cách trình bày luận điểm, luận cứ, luận chứng một cách mạch lạc, rõ ràng, logic theo một trình tự hợp lý, hiểu chưa ạ? Như vậy ở đây à, con có thể thấy trong cái nghị luận văn học thì chúng ta cần có luận điểm luận cứ bằng chứng và lập luận ờ, trong cái 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 viết uh, cách viết cái 200 chữ này có cả các bạn lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đều phải viết cái đoạn dạng này ạ. Tiếp theo ạ, quy trình viết đoạn văn. Quy trình viết đoạn văn. Thì chúng ta có các bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ viết mở đoạn căn cứ vào đề bài để dẫn sát và nêu được đúng vấn đề nghị luận, đánh giá vấn đề. Và khi làm cái phần này thì chúng ta có thể mở bài trực tiếp hoặc là gián tiếp nhé. Mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. Thứ hai là bước 2. Đó là viết các câu phát triển đoạn viết các câu phát triển đoạn thì chúng ta đi vào phân tích, nhận xét, đánh giá về vấn đề mà đề bài yêu cầu và chúng ta thường theo cái quy trình sau: thứ nhất, chúng ta đi vào giải thích vấn đề. Giải thích vấn đề là gì ạ? Là đưa ra những cái thuật ngữ văn học. chẳng hạn như là chúng ta sẽ phải uh, đi vào làm rõ phong cách nhà thơ, hay là tứ thơ, hay nhân vật trữ tình và chúng ta sẽ tùy vào từng yêu cầu của đề. Không nhất thiết là cái đề nào cũng phải giải thích, hiểu chưa ạ? Thứ hai, có thể là đi vào miêu tả hình ảnh câu thơ, đoạn thơ, tứ thơ, cấu tứ, ngôn ngữ vân vân. Rồi chúng ta mình sẽ đi vào gì ạ? Đi vào phân tích, nhận xét, đánh giá ý nghĩa của các hình ảnh, câu thơ, đoạn thơ trong việc thể hiện nội dung chủ đề của tác phẩm cái phần này chúng ta sẽ phân tích các cái phương diện đó thông qua yếu tố nghệ thuật nhá vậy thì cái nguyên tắc của chúng mình ấy là phải đi từ gì ạ? từ nghệ thuật tới gì? tới nội dung. các bạn nhớ chưa ạ? và bước thứ ba là viết phần kết đoạn. chúng mình sẽ khẳng định lại giá trị của vấn đề. vấn đề đó đóng góp quan trọng làm nổi bật chủ đề của tác phẩm, hiện cái tài năng, cái đặc trưng trong các cách nghệ thuật của tác giả và rút ra thông điệp đối với bạn đọc đó và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn về kỹ năng làm bài nhé kỹ năng khi chúng ta làm bài đó. kỹ năng khi viết một cái uh, bài thì có nhiều cái dạng đề lắm hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tiên đó là họ sẽ yêu cầu các con là viết đoạn văn phân tích đánh giá một câu thơ một khổ thơ một đoạn thơ hay một bài thơ nào đó Uh, và cái dung lượng nhá, nhớ cho cô dung lượng chỉ có 200 chữ thôi nhớ chưa ạ? 200 chữ. Đấy. nhớ cái này nhá. Thì chúng ta sẽ chú ý cho cô này. Các bước làm triển khai như sau. Bước 1, viết mở đoạn. Các bạn phải đảm bảo này, dẫn dắt vào đoạn nhá, không thể nào tự nhiên uh, đi vào đó là tràng uh, giang của Huy cận đã thể hiện cái gì không phải như thế mà chúng ta phải có câu dẫn dắt để cái bài viết của mình nó hay hơn hiểu chưa ạ có câu dẫn dắt này giới thiệu câu thơ khổ thơ đoạn thơ đánh giá khái quát về câu thơ khổ thơ đoạn thơ đó được chưa ạ bước thứ hai thì chúng mình sẽ đi vào viết các câu phát triển đoạn thì trong quá trình này thì chúng mình sẽ đi theo cái yêu cầu sau nêu nội dung câu thơ khổ thơ đoạn thơ sau đó chúng ta đi vào phân tích đầu tiên là chúng ta nêu nội dung chung này chúng ta đi vào phân tích này, phân tích những đặc sắc về phương diện nội dung đối tượng đề cập đến đó. thái độ tình cảm của tác giả với cái đối tượng đó. Tiếp theo ạ, à. phân tích những đặc sắc về đặc sắc về phương diện nghệ thuật thì chúng mình sẽ chú ý cho cô về về thể thơ này, về cách lựa chọn hình ảnh này, à, cách lựa chọn từ ngữ này. Trong vườn sắc đỏ rùa màu xanh không phải là rũa mà là rủa tại sao lại như vậy đó hay nhịp điệu này hay là các biện pháp tu từ này thể hiện trong đó nhá bước thứ ba thì chúng mình sẽ đi vào viết kết đoạn viết kết đoạn thì chúng mình sẽ đi vào khẳng định lại giá trị của câu thơ khổ thơ đoạn thơ tài năng nghệ thuật của nhà thơ của nhà thơ và nêu cảm nhận của bản thân nhá Bây giờ cô sẽ đưa ra cái ví dụ minh họa nhé. Cái ví dụ này thì các bạn đều biết ạ. À, những bạn mà học uh, trước đó rồi thì chúng ta cũng đã từng nghe cái bài bếp lửa. có nhớ bài bếp lửa của ai không? Của nhà thơ bằng Việt đúng không ạ? Vậy thì bạn có nhớ cho cô là cái bài thơ bếp lửa bằng Việt viết khi nào không ạ? Các giả bằng Việt viết bài thơ này khi nào không? Có ai nhớ không nhỉ? ai đã ôn kỹ bài thơ này thì biết rồi đấy ạ Thì hồi mà mình học trước đó hồi lớp 9 thì chúng ta có biết cái bài thơ này nào còn nhớ gì không ạ bài thơ được bếp lửa bằng việt được viết trong hoàn cảnh nào ai biết ạ bài thơ bếp lửa bằng việt được viết trong hoàn cảnh nào Thế tác giả đang ở đâu ạ? Con có biết bài thơ Bếp Lửa của tác giả bằng Việt viết trong hoàn cảnh nào không? Bài thơ Bếp Lửa của bằng Việt Không phải trong thời kỳ chiến tranh bạn Vũ Đạt Khi ông xa quê đang học và làm việc tại Liên Xô Đúng rồi ạ, đang học ngành luật tại Liên Xô Ờ, Tùng Lâm đúng rồi Vậy thì viết bằng cái gì ạ? Dòng hồi tưởng Đấy, dòng hồi tưởng tức là ông hồi tưởng lại khi mà ông ở với bà thành công nhá khi ông ở với bà đấy về hoàn cảnh đó là khi ông đang học luật nhân sâu viết dòng hồi tưởng ấy từ hiện tại nhớ về quá khứ khi ở bên bà nhớ về bà là nhớ về bếp lửa đấy vậy bạn cho cô biết này à, nếu như bây giờ cô mới đưa ra những câu thơ này thì con sẽ uh, cho cô biết xem trong bài thơ này đối tượng chữ tình xác định cho cô đối tượng chữ tình nào xác định cho cô đối tượng chữ tình cô ở đây cô chọn cái khổ cuối cùng của bài thơ đấy để các bạn uh, viết cảm nhận thế thì bây giờ chúng ta sẽ đọc những câu thơ cuối này chúng ta nghe xem có nhật linh à có nhé. giờ cháu đã đi xa có ngọn khói trăm tàu có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Nhớ về bà là nhớ về bếp lửa cho cô biết này. Ờ, bài thơ này nhân vật trước tình nào? À, đối tượng trước tình, đối tượng trước tình là như nào nhỉ? Cho cô biết đối tượng trước tình và nhân vật trước tình ạ. Xác định đi nào, đối tượng trước tình là gì ạ? Nào, xác định cho cô đối tượng trữ tình và nhân vật trữ tình trong bài thơ này và cụ thể thì ở đây đó là ngay trong khổ thơ này à bà đúng rồi bà là gì là đối tượng hay là nhân vật nhỉ bà là đối tượng trữ tình hay nhân vật trữ tình nghe nhá à đối tượng trữ tình là người bà còn nhân vật trữ tình nhân vật trữ tình ạ à? nhân vật trữ tình đúng rồi ba là đối tượng trữ tình còn nhân vật trữ tình là là gì nhỉ đối tượng trữ tình là là bà còn nhân vật trữ tình không phải bà đâu phải là nhân vật trữ tình người bộc lộ trực tiếp vào xúc là ai nhân vật trữ tình là ai ạ nghe nhá chúng ta nhớ này đối tượng trữ tình khác và nhân vật trước tình khác đúng không? Với nhân vật trước tình này ai là người trực tiếp bộc lộ cảm xúc ạ? Trời ơi, khái niệm này bây giờ vẫn bị nhầm à? Rồi, giả là người cháu đúng không? Vậy đây, cái đề bài đưa ra nhá, khi chúng mình nhận được một đề bài Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích khổ thơ cuối trong bài thơ bếp lửa bằng Việt, đúng không ạ? Dạng thứ nhất, thì chúng mình sẽ làm này, Khổ thơ cuối bài thơ bếp lửa của bằng việt chúng mình phải giới thiệu cái gì đây ạ? À? nhìn này dẫn dắt này giới thiệu câu thơ khổ thơ đoạn thơ này được chưa ạ đi theo đúng các bước nhá nghe rõ chưa ạ là cháu đúng rồi lê thi đúng rồi con khổ thơ cuối bài thơ bếp lửa của bằng việt là lời tự bạch chân thành của một người cháu xa nhà xa quê hương rời xa vòng tay thân thuộc của bà để xây dựng cuộc sống mới giờ cháu đi xa có ngọn khói trăm tàu có lửa trong nhà, niềm vui trong ngạ, nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Điệp từ trăm, cùng phép liệt kê, ẩn dụ, khói trăm nhà, khói trăm tàu, lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngạ đã thể hiện được những trải nghiệm phong phú, đáng quý của người cháu khi xa quê hương. Nơi đó có những tình cảm mới, những niềm vui mới, tưởng sẽ vơi đi nỗi nhớ bà nhưng trong lòng cháu vẫn không thể nào quên được hình bóng của bà với bếp lửa thân thuộc nơi ấp ủ những tình cảm yêu thương của bà tấm lòng thiết tha nỗi nhớ mong khôn nguôi lòng thành kính của cháu dành cho bà được đúc kết trong câu hỏi tu từ cuối bài là con phải chỉ ra cái gì ạ à? cái nghệ thuật đúng không sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa nhớ về bà với miền ký ức tuổi thơ đẹp cũng chính là nhớ về gia đình về nguồn cội về quê hương bằng sự kết hợp giữa kể, tả và bộc lộ cảm xúc, thì khổ thơ cuối như một lời tâm sự nhẹ nhàng mà ra diết. Những câu thơ cuối như những nốt nhạc nhẹ nhàng mang nặng ân tình của người cầm bút. Đoạn thơ còn như một lời nhắn nhủ tới mỗi chúng ta, cần quý trọng tình cảm gia đình, trân quý những khoảnh khắc bên người thân yêu của mình, trân trọng nét đẹp sản dịu quê hương, đất nước. Đó, như vậy chúng mình sẽ tuân thủ theo đúng cách viết này nhé. Được chưa ạ? Cảm nhận bản thân. À, bản thân này. Đúng không? Đấy, độ tác giả này. Phương diện này. Đấy. À, chúng ta đưa vào. Đấy, phương thức biểu đạt này. Kết hợp giữa tự sự này. Đấy. Giữa tự sự và kể. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái dạng nữa nhé. Đấy, cái dạng này khó hơn một chút ạ. Viết đoạn văn phân tích đánh giá đặc sắc nghệ thuật trong một câu thơ, khổ thơ, đoạn thơ hoặc bài thơ. Đấy nó ở cấp độ khó hơn một chút ở trên mới chỉ đơn giản là viết về cái cái, cái bài thơ đó thôi đúng không nhưng bây giờ nếu như mà phải viết như thế này thì nó hơi khó hơn một chút nha đúng không thì bước thứ nhất chúng mình cũng đi vào viết mở đoạn dẫn dắt này giới thiệu vấn đề đặc sắc nghệ thuật nếu như đề bài yêu cầu cái về ngôn ngữ này về nghệ thuật xây dựng hình ảnh này À, về biện pháp tu từ này thì con tự dựa vào cái đề bài để chúng ta làm cái này nhé đánh giá khái quát về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ khổ thơ đoạn thơ bài thơ đó và đi vào làm bài thì bước thứ hai viết các câu phát triển đoạn nếu là phân tích hiệu quả của các phương diện nghệ thuật thì chúng ta phải chú ý cho cô về thể thơ về hình ảnh thơ về từ ngữ về nhịp điệu thơ về giọng thơ về biện pháp tu từ và chú ý khi phân tích lồng ghép cả nghệ thuật và nội dung vào. rồi sau đó đánh giá lại những đặc sắc nghệ thuật đó. bước 3 là viết kết đoạn. chúng ta khẳng định lại đặc sắc nghệ thuật đã làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm và khẳng định tài năng của nhà thơ. đấy. đi theo đúng các bước nhé. rõ ràng ở cái dạng đề bài này khi mà chúng ta viết ý, nó khó hơn, đúng không? khó hơn ở cái cái đi vào cái phương diện nghệ thuật của một bài Thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều Và chúng ta phải đi kỹ hơn nhé Bây giờ cô lấy một cái ví dụ sau Viết đoạn văn 200 chữ Trình bày nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ Chúng ta chú ý nhé Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ Đó là một khía cạnh của vấn đề Ở đây đặc sắc nghệ thuật Mà cô chọn đây đó là ngôn ngữ Đúng không ạ? Vậy chúng mình thử xem Xem ngôn ngữ trong cái đoạn thơ này như thế nào nhé Em trở về đúng nghĩa Trái tim em biết làm sống những hồng cầu đã chết, biết lấy lại những gì đã mất, biết rút gần khoảng cách của yêu tin. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, biết khao khát những điều anh mơ ước, biết xúc động qua nhiều nhận thức, biết yêu anh và biết được anh yêu. Cho cô biết, à, bài thơ này tác giả viết theo thể thơ gì? Và con đã nhìn ra cái nghệ thuật nào chưa ạ? Cho cô biết bài thơ này được viết theo thể thơ gì ạ? Và con đã nhìn ra yếu tố nghệ thuật nào chưa? Nhân vật trước tình ở đây là ai? À, điệp tử điệp vũ pháp, đúng rồi Tiết thể thơ tự do. ấy các bạn phát hiện ra chính xác đấy ạ. Đấy khi mà nhìn bài thì chúng ta sẽ rồi nhân vật trữ tình là em, đúng rồi. Đấy. Vậy đây cô sẽ đưa ra những gợi ý để chúng ta có thể làm bài này nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta biết là à, thơ tình của Xuân Quỳnh rất giàu nữ tính và đó là sự e ấp nhẹ nhàng nhưng đầy những trăn trở về tình yêu Về hạnh phúc, đúng không ạ? Và chúng ta có thể dẫn vào bài bằng một cái câu muốn dẫn vào đoạn bằng một cái câu nó hay hơn một chút. Masgoki đã khẳng định rằng ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học. Ngôn ngữ là chất liệu, là công cụ cơ bản của văn học. Trong tác phẩm, ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện các ý cá tính sáng tạo, phong cách, tài năng của nhà văn, nhà thơ. Xuân Quỳnh là nhà thơ nữ xuất sắc của những năm cuối thế kỷ 20 Thơ của bà đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống bằng những trải nghiệm cá nhân rất riêng. Thơ tình của Xuân Quỳnh Rất giàu nữ tính, đó là sự e ấp nhẹ nhàng nhưng đầy những trăn trở về tình yêu, về hạnh phúc. Đó. Từ ngữ trong thơ chị khá tự nhiên. Hình ảnh mang cái nét mộc mạc giản dị như chính con người nhà thơ vậy và uh, chúng ta có thể thấy cái lời tự hát cũng là lời tâm tình để trải lòng mình với người bạn đời yêu dấu. Ở đó ta không chỉ nhận ra Khát vọng muốn uh, người yêu thấu tỏ lòng mình của Xuân Quỳnh mà còn hiện hữu trên từng câu chữ một sự thấu tỏ đến từng giây phút hương vị tình yêu mà nữ sĩ đang có. Ngôn ngữ trong thơ chị khá tự nhiên hình ảnh mang nét mộc mạc giản dị như chính con người nhà thơ vậy. Lời thơ hát cũng như là lời tâm tình để trải lòng mình với người bạn đời yêu dấu. Thế nên không chỉ biết yêu anh và biết được anh yêu mà còn biết khát khao những điều anh mơ ước. Lời dễ bày, khúc hát tự mình cất lên ấy thật là đáng trân trọng biết bao. Đó. trong cuộc tình dành cho người yêu của mình. Xuân Quỳnh thì luôn muốn cho người yêu của mình hiểu rõ vị trí người yêu trong lòng mình và mình sẽ làm gì cho tình yêu luôn xanh tươi. Câu thơ Em trở về đúng nghĩa trái tim em được lặp lại tới hai lần trong bài thơ. Đó cũng chính là một cách để nhấn mạnh ý nghĩa của nó. Em trở về đúng nghĩa trái tim em được nhắc tới hai lần như vậy. Cái câu thơ em trở về đúng nghĩa trái tim em được lặp lại tới hai lần trong bài thơ và đó chúng là một cái cách để nhấn mạnh cái ý nghĩa của nó và có thể thấy này đây là một trong những câu thơ được đánh giá đắt nhất trong bài thơ tự hát em trở về đúng nghĩa trái tim em thật khó có thể cảm nhận nếu như đặt câu thơ đó trong ngoài mạch cảm xúc của bài thơ đúng không ạ đấy. thì chúng ta có thể thấy được rằng là um, trong cái mạch cảm xúc của bài thơ khao khát về một tình yêu rất là bình dị được lặp lại tới hai lần đấy vậy thì uh, gợi lên một khát khao về cuộc sống bình thường mà giản dị đến khiêm nhường ở đó ta cảm nhận được một khát khao về một tình yêu mãnh liệt đậm chất nữ tính. Ngoài ra, thơ Xuân Quỳnh còn thể hiện cái sự chiêm nghiệm, triết lý sâu xa. Ở đoạn này, Xuân Quỳnh đã dành tới 6 lần dùng từ biết. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đúng không ạ? 6 lần được sự dùng từ gì ạ? Dùng từ biết. Chúng mình đang chỉ là cái nghệ thuật đấy ạ. Dẫu Em chỉ có một trái tim nhưng em biết làm rất nhiều điều. Đó là biết khao khát những điều em mơ ước, bởi lẽ ước mơ của anh cũng chính là ước mơ của em. Đó chính là sự đồng điệu trong tâm hồn và cũng biết xúc động qua nhiều nhận thức, biết yêu anh và biết được anh yêu. Thế à? Tường Vân cảm ơn con. Đó là những cái phạm trù khác nhau. Bởi lẽ đôi ta tưởng ta đã yêu nhưng đó lại không phải là tình yêu. Đó. Như vậy thì ở trong cái lời thơ ấy, thì chúng ta thấy ở trong cái ngôn từ của tác giả thì uh, đó là những phạm chủ khác nhau. Bởi lẽ đôi ta tưởng như đã yêu nhưng đó lại là không phải là tình yêu. Đó chính là cảm giác và những sào cảm trong tình yêu. Đúng không ạ? Vậy thì À, chúng ta có thể thấy ở đây phải suy ngẫm thật kỹ ta mới cảm nhận được sự liên kết này đó chính là những bão dâm hay cũng chính là tình yêu của em cũng rất nhiều chắc trở đó cũng chính là những con tàu chẳng đóng cửa hay là đồng cỏ em đấy, cái 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 đồng cỏ hoang mang cái nỗi niềm âu lo thường trực trong thơ chị trong thơ của bà tình yêu mỏng mạnh như mỏng hói ai biết lòng ai có đổi thay. Như vậy, thi nhân không chỉ mang cảm xúc của mình chạm đến miền cảm xúc của người đọc như tiếng ngân đồng vọng trong lời tự hát của Xuân Quỳnh mà thiên chức của thi nhân chính là lượng nhặt những cảm xúc của mình nơi cuộc sống để rồi uh, thấu, để rồi dần vặt hôn môi, để rồi làm sao nhỉ? để rồi xúc động, hụt thơ cho ngọn bút có thần. Xuân Quỳnh không cầu quỳ khát khe ngọn bút của mình trong từng câu chữ mà ngược lại ngôn ngữ trong thơ bà bình dị, mộc mạc, tự nhiên, chân thành và thể hiện cái sự chiêm nghiệm triết lý. Tất cả đều khơi gợi một tâm hồn thơ rất nữ tính. Có thể thấy uh, trong thơ của Xuân Quỳnh, trong lời bài tự hát, ấy, thì cái lời thơ như cảm xúc sơn trào, tuôn giọt lệ Xuân Quỳnh. Bà không cầu kỳ không khe khát, nhưng mà cảm xúc rất tự nhiên, rất chân thành. Tất cả khơi gợi từ một dòng cảm xúc đang sơn trào khi đứng trước sự đổi thay của tạo vật. Như Anderson đã nượm lặt những hạt trơ trên thơ trên luống đất của những người dân cày, ấp ủ chúng nơi trái tim, rồi ông gieo vào những túc lều, từ đó lớn lên và nảy nở những đóa hoa to đẹp. Chúng an ủi trái tim của những người cùng khổ. Đây là lời nhận định của Bokovsky khi nói về thơ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ uh, thấy cái cách làm nếu như người ta hỏi về ngôn ngữ thì chúng ta sẽ đi vào cái nghệ thuật mà trong cách mà tác giả sử dụng đó chẳng hạn như những câu lặp lại này những cái từ ngữ được nhắc đi nhắc lại này yếu tố uh, ngôn ngữ được sử dụng nhiều hơn nhưng nếu đề bài này yêu cầu là em phải phân tích tâm trạng hạn thì chúng ta lại sử dụng nhiều cái 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 ngôn từ mà thể hiện tâm trạng trong thơ của nữ sĩ đó vậy thì uh, đề bài yêu cầu như thế nào thì chúng ta phải chú ý cái uh, cái từ khóa, cô gọi đây là từ khóa nhá và chúng ta phải đi vào khai thác từ khóa để chúng ta làm bài, hiểu chưa ạ? Đó. Và trong quá trình làm bài thì chúng ta nên đan xen cả cái, cái 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 việc mà mà mình sử dụng cái ngôn từ nghệ thuật này hay là những cái kiến thức lý luận ấy vào để cái bài mình nó hay hơn nhá. Ờ đương nhiên là trong một cái thể loại thơ thì còn nhiều dạng bài nữa. Có thể trong bài người ta hỏi các bạn là đây cô mới đưa ra hai dạng thôi ạ đó là phân tích về nghệ thuật phân tích về đoạn thơ có thể đề bài người ta đã yêu cầu con phân tích về cấu tứ có đề bài thì yêu cầu con phân tích về uh, về về cái nghệ thuật xây dựng hình ảnh vân vân vậy tùy từng đề bài chúng mình sẽ có các cái bước các cái cách xử lý khác nhau nhé uh, buổi học hôm nay thì cô sẽ dừng lại ở đây cô sẽ uh, cô sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái cái, cái cái dung lượng viết về thể loại thơ trong cái dung lượng là 200 chữ Thế còn các cái buổi tiếp theo đó là về chuyện này, đúng không? Về tiểu thuyết này, nó còn nhiều lắm. Bởi vì các con năm nay chương trình mới, cho nên đòi hỏi các con phải có sự thấu hiểu thâu suốt hết các thể loại thì chúng ta mới làm tốt được nhá. Rồi, cố gắng nhá, cùng cố gắng. Khó thì là khó chung, biết là khó rồi, nhưng mà khó là khó chung. Nhưng mà chúng ta biết ra rút ra cái phương pháp làm bài, cách thức làm bài thì không có gì là khó cả. Đó. À, như vậy thì buổi học hôm nay thì con đã thấy được rằng là trong mỗi cách viết đoạn văn nó sẽ sử dụng cái các bước khác nhau đúng không ạ và phải dựa vào cái đề bài cái nội dung với từ khóa mà đề bài yêu cầu để chúng ta thực hiện nhé chúc các bạn cố gắng học tốt nhé đặc biệt là uh, môn văn thì uh, khó bởi vì nó có sự thay đổi rất là nhiều đòi hỏi chúng ta phải cố gắng thật nhiều để chúng ta có kết quả tốt nhé nhá bạn nào còn khó khăn còn đang băn khoăn muốn vào lớp học cùng với cô thì các bạn đăng ký nhé nha bye bye các con